Mến chào các em đến với tiết luyện từ và câu tuần 26. Trước khi bước vào bài học, cô mời các em chuẩn bị sách vở và các đồ dùng học tập cần thiết. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ học bài Mở rộng vốn từ lễ hội, dấu, phẩy. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 70. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, các em sẽ mở rộng vốn từ về chủ điểm lễ hội, tiếp tục ôn luyện về cách dùng dấu phẩy. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 70 và đọc yêu cầu bài 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A. Để biết được nghĩa của lễ là gì, hội là gì và lễ hội gồm có những hoạt động như thế nào, chúng ta hãy cùng theo chân bạn Doraemon đến trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu để xem trường mình đã tổ chức những lễ hội gì. Đây là hình ảnh lễ khai giảng, một sự kiện có ý nghĩa hàng năm ở trường chúng ta, có các nghi thức như rước cờ, chào cờ, thầy hiệu trưởng đánh trống khai giảng. Ngày hội đọc sách diễn ra hàng năm ở trường chúng ta. Trong ngày hội, các em có thể đọc được rất nhiều những quyển sách hay và còn có thể mua về nhà. Hàng năm, nhà trường tổ chức lễ kết nạp đội viên cho các em nhi đồng khối lớp 3, chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các phong trào. Từ đây, các em sẽ được đứng vào hàng ngũ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhân dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, trường chúng ta tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với các hoạt động dân hương nhằm giúp học sinh tưởng nhớ đến công ơn của các vua hùng đã có công dựng nước. Ngoài phạm vi nhà trường, lễ giỗ Hùng Vương còn được diễn ra ở nơi rất trang trọng, đó chính là ở Phú Thọ. Buổi lễ có tên Lễ hội Đền Hùng. Lễ hội Đền Hùng. Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, là nơi hàng năm diễn ra các lễ hội mang tính chất quốc gia để suy tôn các vua hùng đã có công dựng nước. Lễ hội Đền Vua Hùng kéo dài từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Việc tế lễ được tổ chức trọng thể vào ngày hội chính là ngày 10 tháng 3. Nhân dân khắp cả nước sắm sửa cho ngày cúng tổ. Sau phần lễ là phần hội. Ở lễ hội Đền Hùng, năm nào cũng tổ chức các cuộc thi kiệu của các làng xung quanh. Mỗi năm, đám rước kiệu có 3 kiệu cỗ đi liền nhau. Xung quanh khu vực dưới chân núi là các trò diễn và trò chơi dân gian cổ truyền được người dân tham dự như trò lấn côn, trêu đu, đấu vật, chọi gà, đánh cờ người. Sau khi đã được xem một số hình ảnh về lễ hội, xin mời các em thực hiện bài 1 vào sách giáo khoa của mình. Lễ hội ở Việt Nam thường có 2 phần, phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ là các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Phần hội chính là cuộc vui tổ chức cho đông người tham dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Và lễ hội nói chung là các hoạt động tập thể, trong đó có cả phần lễ và phần hội. Cô mời các em đọc yêu cầu bài 2. Tìm và ghi vào vở A. Tên một số lễ hội, B. Tên một số hội, C. Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội. Để thực hiện bài tập số 2, cô mời các em lại cùng theo chân bạn Doraemon đi khắp nước Việt Nam để xem những lễ hội của nước ta nhé. Lễ hội Chùa Hương. Lễ hội này kéo dài từ ngày 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. Chính hội là ngày 15 tháng 2. Hội Chùa Hương diễn ra ở địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Tây, nay là Hà Nội. Phần lễ ở Chùa Hương là lễ Phật, phần hội ở Chùa Hương là sự có mặt của các du khách hành hương về đất Phật. Trong các dịp lễ hội, hàng chục vạn người đến viếng thăm cảnh núi non, hang động, cầu may, cầu phúc. Hội đua voi. Hội đua voi được tổ chức hàng năm vào tháng 3 âm lịch, thường diễn ra ở Buôn Đôn, có những cánh rừng thưa làm ven sông Serepok và Đắk Lắk. Trước khi vào cuộc đua, một tiếng tù và vút lên. Theo hiệu lệnh điều khiển của người trong ban tổ chức hội, từng tốp voi được những người quản tượng điều khiển đứng vào vị trí xuất phát. Khi có lệnh xuất phát thì những chú voi phi thẳng lao về phía trước. Lễ hội Bà Chúa Xứ, đây là lễ hội dân gian lớn nhất Nam Bộ. Lễ hội được tổ chức hàng năm và bắt đầu từ đêm ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch tại miếu Bà Chúa Xứ ở núi Sam, tỉnh An Giang.
Trong những ngày lễ còn diễn ra các hoạt động văn hóa như múa bóng, hát bội. Dị Việt Bà hàng năm thu hút rất đông du khách thập phương, vừa về dự lễ hội dân gian, vừa để cầu chính tài lộc, đồng thời còn để du ngoạn, chiêm ngưỡng cảnh trí thiên nhiên tươi đẹp ở Lý Sam. Lễ hội Ong Om Bóp còn có tên khác là lễ cúng trăng, vì lễ được tổ chức vào đúng hôm trăng rằm và bắt đầu từ khi trăng lên của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ sinh sống ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, cũng theo phong tục của đồng bào Khmer. Tiếp theo đêm lễ cúng trăng, sáng hôm sau là hội đua ghe ngò. Đây là lễ sinh hoạt văn hóa thể thao thu hút hàng chục vạn người tham gia hưởng ứng. Bạn Doraemon vừa đưa chúng ta đến các miền khác nhau trên tổ quốc để biết được một số lễ hội và hội như lễ hội chùa Hương, hội đu voi, lễ hội bà chúa xứ, lễ hội ốc Om Bóp. Vì có một bề dày lịch sử lâu đời, mỗi năm cả nước Việt Nam có 7.966 lễ hội khác nhau. Ngoài những lễ hội lịch sử và dân gian, với sự phát triển và giao lưu giữa các nền văn hóa, nước ta có du nhập một số lễ hội từ nước ngoài. Cô xin giới thiệu với các em về một số lễ hội du nhập từ nước ngoài được giới trẻ Việt Nam rất yêu thích. Mỗi lễ hội đến từ các nền văn hóa riêng, hình thành nên bản sắc của các dân tộc, chúng ta cần phải lưu giữ và bảo tồn. Ngoài những lễ hội mà cô vừa kể, các em có thể tìm hiểu thêm trên sách báo cũng như Internet về các lễ hội diễn ra ở nước ta và cả nước ngoài. Qua những giới thiệu vừa rồi của cô, các em hãy hoàn thành bài tập số 2 vào vở. Tiếp theo, cô mời các em nhìn sách đọc yêu cầu bài 3. Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu dưới đây? Xin mời các em dùng bút chì thực hiện bài tập số 3 ngay vào sách giáo khoa của mình. A. Vì thương dân, chữ đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Vì sao chữ đồng tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải? Đúng rồi, vì thương dân. Đây chính là bộ phận chỉ nguyên nhân cho hành động của chữ đồng tử và công chúa. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách. Ngoài ra, trong câu A còn có các hoạt động như trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Chúng ta cũng sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa những hoạt động này. B. Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác, chị em Sophie đã về ngay. Vì sao chị em Sophie đã về ngay? Đúng rồi, vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác. Đây chính là bộ phận chỉ nguyên nhân hành động về ngay của chị em Sophie, nên chúng ta sử dụng dấu phẩy để ngăn cách. C. Tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua. Vì sao Quắm Đen đã bị thua? Tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ. Giữa nguyên nhân và bộ phận chính, các em cũng sử dụng dấu phẩy để ngăn cách. Có 3 nguyên nhân dẫn đến sự thua cuộc của Quắm Đen là thiếu kinh nghiệm, nôn nóng, coi thường đối thủ. Chúng ta cũng dùng dấu phẩy để ngăn cách giữa các nguyên nhân này. Nôn nóng, coi thường đối thủ đã có từ và ngăn cách rồi, nên chúng ta không sử dụng dấu phẩy nữa. D. Nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa. Vì sao Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa? Chính là nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời. Để ngăn cách nguyên nhân với bộ phận đằng sau, chúng ta cũng sử dụng dấu phẩy. Có 3 nguyên nhân: ham học, ham hiểu biết, muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời. Chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các nguyên nhân này. Giữa 2 nguyên nhân, ham hiểu biết, muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, đã có từ và ngăn cách, nên chúng ta không sử dụng dấu phẩy nữa.
Qua bài tập vừa rồi, chúng ta có thể rút ra các cách sử dụng dấu phẩy. Thứ nhất là ngăn cách các bộ phận có cùng chức năng. Thứ hai là ngăn cách các bộ phận chỉ nguyên nhân đứng ở phía trước với bộ phận chính ở phía sau. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô có một số dặn dò dành cho các em. Các em hãy xem lại bài hôm nay và ôn lại các bài luyện từ và câu đã học ở những tuần trước. Xem trước bài luyện từ và câu của tuần 28. Chúc các em có một ngày thật vui. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.